Ông ấy tham gia chương trình AirDrop nhận 5 đô các bạn. 5 đô này các bạn chưa có rút tiền liền nữa các bạn. Khi tham đăng ký email các bạn nhận được 5 đô mà nó bén nó đóng băng này các bạn. Nó chưa cho rút. Khi nào nó dự án của nó hoàn chỉnh thì nó mới cho rút các bạn. Rồi giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký có cái email để đi nữa, sau này cái chừng nào mà nó cho rút mình sẽ làm cố gắng làm cái hướng dẫn một cái video nữa cho các bạn thông báo cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn điền địa chỉ email vào rồi bạn bấm vào get AT account các bạn. Rồi các bạn vào mail một cái phím mail các bạn. Này con này nó bạn bỏ 1 phút. Rồi giờ mail các bạn xác minh các bạn. Bỏ 1 phút đi các bạn ơi. Giờ nó cho miễn phí thì mình nhận thôi. Rồi các bạn mở mail các bạn. Vietjet Group không phải. Rồi các bạn mở thư ra lục trong thư các bạn. Vị chính không có thì thư sửa ba mấy các bạn. Thùng rác này. Có. Từ quảng cáo các bạn. Emirates. Vị chính. Ruben. Rồi để em coi lại các bạn. Cho nó trong Gmail ta. Đây mình bắt lại các bạn. Ảnh quên. Activity. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành các bạn. Mình rồi như vậy là mình lấy copy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Không quên các bạn. Video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn các bạn.